Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Vân MT Gamin. Thì sau cái clip một ngày toàn màu đỏ của bạn Hân á, có mấy bạn yêu cầu là màu vàng mà do là bạn Hân bận nên bạn Hân nhờ mình làm dùm chủ đề này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu với một ngày toàn màu vàng nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ chọn một bộ trang phục vàng khè luôn. Mình rất là thích màu đen các bạn nên đa phần đồ của mình thấy màu đen nhiều hơn. Giờ biết kiếm màu vàng đâu ra, giờ chỉ có bộ áo mưa nè. Nên mình sẽ chọn bộ áo mưa này nha các bạn. Mặc dù là trời đang rất là nắng nên mình mặc luôn nha các bạn. Miễn sao là có màu vàng là được rồi. Mình đã chọn được bộ áo mưa màu vàng này, tất nhiên là mình sẽ chọn luôn đôi ủng màu vàng này rồi nha các bạn. Còn tóc thì mình không thể nào thay đổi được nha các bạn. Thì giờ mình áo mưa mặc định là tóc này rồi. Thì mình cũng có cái nón chùm lên đầu màu vàng rồi. Mình đem ra cái mắt kiếm màu bạc thì mình tất nhiên mình sẽ đổi qua màu vàng luôn. Đó các bạn thấy mình đủ vàng chưa? Nếu mà các bạn thấy mình chưa đủ vàng thì mình sẽ đổi qua màu đứt da màu vàng luôn nha các bạn. Rồi, đã xong về phần cá nhân mình là màu vàng hết trơn luôn rồi. Bây giờ mình sẽ chọn một cái phương tiện để mình đi màu vàng luôn. Mình sẽ không chọn chiếc xe phía sau lưng mình đâu nha các bạn. Mình sẽ chọn chiếc xe bên này nè. Là chiếc xe đó mà leo vô mình ngồi các bạn đâu thấy được mình đâu. Nên bây giờ mình sẽ chọn chiếc xe đạp nha các bạn. Mình cũng có thấy dán trượt màu vàng nè các bạn. Nhưng mà lần trước mình thấy thân đi dán trượt rồi. Nên bây giờ mình muốn đổi mới hơn cho các bạn xem thú vị hơn thì mình sẽ đi bằng chiếc xe đạp. Rồi thì bây giờ mình sẽ xách xe đạp chạy vòng quanh thị trấn thì có những gì liên quan tới màu vàng không nha các bạn. Trước tiên thì mình sẽ tìm những món ăn xem có gì liên quan tới màu vàng không thì mình sẽ mua nha. Ở đây là chỗ bán kem nè. Thì không có màu vàng nên mình không có mua nha. Em đi như chị không có màu vàng nên không có mua. Phía sau có xe bán bánh mì xúc xích màu vàng nè, để mình ghé mình coi có cái món nào màu vàng không nha. Đây, mình thấy được một ổ bánh mì xúc xích phô mai nè các bạn. Ở trên cũng có khá nhiều màu vàng nên mình sẽ mua. Mình đã mua được một ổ bánh mì có màu vàng rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tìm tới nước có màu vàng để mình mua nha. Thì mình sẽ chạy lạng lạng ra ngoài biển có chỗ bán nước nè các bạn. Anh bán nước cho em mượn cái menu đi. Mới nhìn menu một phát thôi là thấy ngay ly nước chanh màu vàng nè các bạn, chốt đơn liền luôn. Ở đây có cái pha màu vàng của ai nè các bạn, nhưng mà mình không có lấy được. Mình mà lấy được là mình đem xuống biển mình bơi cho bạn coi luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ chạy thẳng vô siêu thị xem có bánh trái gì, trái cây gì màu vàng không nha. Tại vì chỉ có siêu thị là nhiều đồ nhất thôi. Mới vừa là mình thấy cái quầy bên kia có nguyên cái hàng hộp gì màu vàng nè. Bạn ba vô liền luôn thì mình mua được một cái trứng màu vàng nè, miếng phô mai nè, với lại cục bơ cũng màu vàng luôn. Mấy cái này chắc là mấy nguyên liệu để làm bánh đó các bạn. Mặc dù mình cũng có một ly nước rồi nhưng mà mình xem có chai nước màu vàng không thì mình cũng sẽ mua luôn nha. Nhưng mà tiếc cái là này là nước cam, mình thấy nó hơi màu cam nhiều hơn màu vàng các bạn nên mình cũng sẽ không mua nha. Thì bên này cũng vậy luôn, mình thấy cái chai Sigo này nó màu cam á các bạn nên mình cũng không mua luôn. Tại mình thấy nó màu cam nha các bạn chứ mình không phải là mình keo kiệt mình không mua luôn nha các bạn. Nè như vậy bánh quy nè thấy không, có màu vàng nè mình mua liền luôn, không cần suy nghĩ. Bên đây chỉ có hàng cà phê mà không có gì màu vàng hết. Mình sang quầy bán gạo nha các bạn thì mình thấy được có trái bắp màu vàng nè. Tiến tình liền luôn là tính tiền liền luôn. Bên chỗ bán rau củ này không có trái gì màu vàng rồi. Để mình qua bên chỗ bán trái cây. Rồi có trái chuối màu vàng nè, bỏ túi liền luôn. Ôi lộn, bỏ vỏ chứ bỏ túi người ta nữa mình ăn trộm nữa. Tôm, cá hồi và mực tươi rối. Mà phải có màu vàng mới được, không có màu vàng là không mua đâu. Giờ có màu vàng mà bị thúi cũng mua nữa. Chạy qua đây xem chơi cho đừng có bỏ sót gì mà. Chứ nhớ lại là hình như là thịt không có màu vàng rồi. Không có thịt màu vàng nên con đi à, con không mua được nha chú. Tại vì hôm nay con làm một ngày toàn màu vàng. Thì hình như là ở đây mấy cái quầy ở đây mình đi hết rồi đúng không ta. Bây giờ mình sẽ chạy lại chị Thu Ngân, hình như chị Thu Ngân cũng có bán gì đó. Chỉ là bánh mì bánh kem đồ này thôi à. Nhưng mà bánh mì màu vàng thì mình cũng có mua rồi. Mua hồi đóng ăn thấy bà nội luôn á. Thì mình đã mua hết những món đồ ăn có màu vàng cho siêu thị rồi. Bây giờ mình sẽ trở lại thị trấn nha các bạn. Khi mà mình trở lại thị trấn thì mình gặp cái bạn này rất là hài hước nè các bạn. Cái bạn đó khoe mình một con cá vô câu trắng. Thì mình hỏi bạn đó là có cái con nào màu vàng không. Tại vì hôm nay chủ đề mình làm gì màu vàng. Thì bạn đó đã khoe cho mình tất cả những con cá mà bạn đó có được đều là màu vàng hết nè các bạn.
Hình như là bạn nó đã hết những con cá màu vàng rồi hay sao á. Bây giờ bạn nó khoe tới con sao biển màu đỏ rồi. Hết màu vàng rồi, vậy thôi mình đi à. Thì mình chạy đi, mình kiếm tiếp những cái gì liên quan tới màu vàng. Mình sẽ cho các bạn xem. Thì hình như là bạn đó kêu mình lại á các bạn. Để mình chào bạn đó lại coi sao nha. Coi bạn đó còn những gì liên quan tới màu vàng không nha. Trời, có nguyên cái dù màu vàng luôn nè các bạn. Có luôn cái bán trực màu vàng nữa nè các bạn. Trời gì đâu vậy, đang đứng coi bạn đó có gì màu vàng nữa không mà xe tông văng dính dách hết trơn vậy. Bạn này chơi lớn ghê, khoai nguyên bộ áo màu vàng giống mình luôn mà có điều không có đồ màu vàng, có đồ màu vàng là vô bài rồi. Bé An cũng có cây dù màu vàng nữa nè. Bạn đó có một cái trứng màu vàng nữa là hết rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ vào trong cam pin để mình xem coi có những gì liên quan tới màu vàng nữa không. Mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Thôi mình đi nha, bye bye. Cảm ơn bạn và bé An rất là nhiều đã góp thêm màu vàng cho video của mình. Mình nhớ được là trong đây có một cái liều màu vàng nè bạn, nên mình sẽ tới đó và đêm nay mình sẽ cắm trại ở đó luôn nha. Ủa sao trại chiên không được hả? Đây chiên được không? Ủa không được luôn. Mình phải dọc đường này rồi bạn ơi. Đây là cái liều màu vàng mà hồi nãy mình nói nè các bạn. Sau lưng mình có cô bán kẹo nè, để mình lại mình xem coi có cái kẹo nào màu vàng không nha, mình mua luôn. Tuy là chỉ có một cục kẹo màu vàng thôi nhưng mình sẽ mua luôn nha các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ lên cái liều màu vàng này để mình ăn hết tất cả những thức ăn có màu vàng mà mình đã mua từ nãy giờ nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ ăn cái kẹo giả mới vừa mua, mình chỉ ăn cái viên kẹo màu vàng đó thôi, còn lại mấy màu khác thì mình dục nha các bạn. Trời chết rồi, quăng không biết sao chúng bò bán kẹo giả hồi nãy, nó không biết có sao không. Thôi kệ đi, bây giờ mình tiếp theo là mình ăn trái chuối nha các bạn. Trời, bà có kinh nghiệm, người ta mình dục bà né luôn kìa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn tiếp tới cái bánh quy nha các bạn. Trời ơi no quá, sao màu vàng cũng nhiều đồ ăn quá chứ. Giờ còn lại hình như là một ly nước chanh và một cái bánh mì xúc xích phô mai nữa. Trời, nước chanh gì mà nhiều, bây giờ uống nãy giờ chưa hết, nó bộ chanh ghẻ lắm hả. Rồi bây giờ thì mình chỉ cần dọn món này xúc xích phô mai này nữa là hết rồi nha các bạn. Còn mấy cái món còn lại thì đang giống nhau nhưng mà mình đã mua trước đó rồi nên mình không có tính nha. Chứ giờ các bạn bắt mình ăn hết mấy món ăn màu vàng còn lại trong ba lô chứ mình bể bụng quá. Vậy mình chỉ muốn lăn thôi chứ mình đi hết nổi rồi các bạn ơi. Ngày nào mà cũng làm cái thử thách màu vàng này chắc mình 90kg quá. Mình cho các bạn xem phía sau hội trường nè các bạn. Khi mà một ngày trời nắng mà mình mặc áo mưa nguyên ngày để mình quay video toàn màu vàng cho các bạn xem nè. Thì đây là một triệu chứng nhẹ. Mình thấy cũng vui nên mình để lại cho các bạn xem luôn. Rồi mình xin kết thúc video tại đây luôn với một ngày toàn màu vàng của mình. Thì các bạn nào thấy video này hay và yêu thích video này thì các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh cho mình nha. Bye bye, see you again.